Trước khi ngủ, tôi thường muốn chị mình kể cho nghe một câu chuyện. Từ nhỏ đến lớn, chị luôn là người yêu thương và chăm sóc tôi một cách âm thầm. Chị đồng ý với mọi yêu cầu của tôi vô điều kiện. Chị kể rằng có một cô bé tên là Emily, sống vô cùng hạnh phúc với cha mẹ của mình trong một căn nhà ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Nhưng không may, Emily bị chẩn đoán là mắc bệnh hiểm nghèo bẩm sinh. Cô bé đã qua đời vào năm 10 tuổi. Vài năm sau, cha mẹ Emily sinh ra thêm một đứa con thứ hai và bắt đầu một cuộc sống mới. Họ nguôi dần đi nỗi đau mất Emily, nhưng đây cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Họ phát hiện ra đứa con thứ hai có thói quen rất giống như Emily ngày trước. Con bé thích chơi ở gốc cây sau nhà, thường đòi mẹ cho ăn những thức ăn mà lúc trước Emily rất thích. Gọi tên con chó là Long Xoắn, biệt danh mà Emily đặt cho chú cún của gia đình. Một điều khiến cho hai vợ chồng sợ hãi nhất chính là con bé nói chuyện một mình, cứ như bị ma ám vậy. Nó thường lẩm nhẩm cái tên Emily một cách vô thức. Họ cho rằng có thể đứa con của mình đã mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó, hoặc có thể nó đã bị quỷ ám rồi cũng nên. Sau đó, một biến cố lớn xảy ra. Đứa con thứ hai của hai người lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo như Emily. Cũng kể từ lúc đó, cả hai bắt đầu lạnh nhạt hơn với đứa con của mình. Họ vắng nhà thường xuyên và dần dần xa cách với đứa con này. Cả hai đều cho rằng có thể đây chính là thất bại lần thứ hai trong cuộc đời họ. Dù phải thường xuyên sống thui thủi một mình, nhưng đứa con thứ hai không hề cảm thấy cô đơn hay hoảng sợ. Cô vẫn là một cô bé sống hạnh phúc trong căn nhà ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Khi chị tôi kể xong thì thấy tôi đã nhắm mắt lại. Chị xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng chúc tôi ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Anna. Nằm bên trong chăn, tôi thì thầm đáp lời chị. Chúc ngủ ngon, Emily.